Escucho. Ông chủ nội dung đã phát các trong ca này thì sạm là ca nâng bắt đầu vị ca chun tới đồng nàng tháp nhà làm bày mình to ca tăng thông bộ đánh đầu như bộ xã xây sông chơi bà ở côn lục vật thiến lục khiêu én là lấy nhom mình to sầm đồ một nhom to tiền ta lục đăng tới tha bản to pì hôn nâm trở bàn chập luồn ta nhận đại miên ca bẹp con chủ môi hôn nâm rồi có hai thà sai rồi bỏ hôn nâm nâng trở bàn kê chập luồn đại tế em xâm lao y nâng xâm đồ nế coi pi chập hôn nâm tới nhận đại cứ ca nơi trong cái này nó thì thả bàn đọ tới kiểu sau tỏ tiếng càng nghe cái này kế cả đôi chia nơi trong cái này thì nhóm thì thả bàn đọ kiểu sau tỏ mới xong mềm tay vào nó chưa lúc miền đằng tới thả bà con côn rồi bỏ lúc hồn nôm nắng trời bàn bắt luôn đại tế quân côn hun nấm nó có bạt đá té khi ông có mình đang thả bạt nó từ pi chỉ mùi khné rồi mùi cực ngày cào chứ khi ông có ăn cam này ok bà con chân lục score và pon lục hun nấm này tới khi ông và pon còn là thả khi bàn khơi tại mua hay nó cho mình đăng thế và không ăn tiền bà con dùng tam chấm lai rồi bao lâu để bàn chia lai nơi chấm phô mục nét sơ mộc kết nơi cái lai sẽ chắc cầm sơ mộc kết này nơi ai cái xa ở bay sơ lạc bốn rồi xám sơ bầm bay phong đá lúc bàn chia lai thả cầu bê chắc luôn hôn nâm hai nè đại châu rùm bản đồ bản đa chỉ mỗi nhóm cả tư ban chấp luôn chỉ bản to bản toạp đại chấm lái miền đất nông ai cả sa nâng nêu trăng ia ăn chỉ bị sa khăm ái cứ sôn sôn bay bầm pí bay bún bay bay chỉ bị sa ông kế sôn sôn bay bầm pí bầm bầm bay bầm pí bay nâng chỉ bị sa bà ráng cứ sôn sôn bún pí bầm môi bún bay sôn ta lục đăng đòi được biệt nát đại tha miền ca chập khluôn này thôi ca nơi cái xuống khô sna ca chỉ bằng to mình toa rồi về chập khluôn hồn nằm nắng nhóm bạn đăng về riêng tha chập hồn nằm hết về thời chập này bắt to tiền trong nó cứ thả miệng miệng để thở bật to to để đọ chân thế cứ thở miệng thở ca cho một nhóm nó có cái tự o tới men tới càng nghe khá kỹ nữa nó sinh từ là khá nhóm nó so tập nhóm mình để anh rồi mọi người cái đọ tới tay đăng cái do tây nam nó ăn nó rư cái khi mà đăng cái để coi là chạp đọ chân để tăng pi viện đầu đà cho một khi mà một màn nó cứ thở nó so tập nhóm mình để anh sống miệng tiền đó con nước nông ai cái xa đặt đá cứ y bay sờ lá buồn rồi xám sờ bầm bay trăng y ở anh chỉ biết xa khăm ai cứ xôn xôn bay bầm phí bay buồn bay bay chỉ biết xa ông lệ cứ xôn xôn bay bầm phí bầm bầm bay bầm phí buồn anh chỉ biết xa bà ráng cứ xôn xôn buồn phí bầm mùi buồn bay mùi lúc ban lực lang ông pi chập luôn mà nuốt môi chấm nuôn đại nô khăn nuốt có miên chmu sol phong đại ta lục ai bình chập ban tết tha chmu sol nâng quạt chiên ở nào đại
chôm sau mình chia một sao đấy cứ hai năng all đấy cứ tha kê nhẹ nâu môn được nhom châu đấy cứ tha khơi kê nới năng lại năng hai rồi năng lại ca nghe năng hai lại chắc nhóm chia nhẹ châu từ nơi mày nắng là tới kê trai ở nhóm nơi chờ môi all đó hỏi sao nó cứ tha kê tha túi nơi này khang sai sai anh nó để trong châu tới khơi được bông đằng riêng được bông à để đặt cào mà để thời chạm hùn đâu ấy nấy cứ thà xò lại nó có cái đọ tranh tự họ đài là chứ à để trong một triệu thành nơi xò nó cứ thà hàng 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 xò lắm mà tới nơi xò mình nè và đặt hàng nhom nó nơi xò mình nè rồi để trong đắng đắng thầm mình nè nơi xò nó nơi chỉ mỗi xò nơi mình nè nó cứ mua hà phượt tết phải thợ đăng nó thật tết nó chỉ nhận được hàng xoài riêng vậy anh đang còn đăng mang còn đăng sống ông tè bà học con hay chỉ mình to tiền đi đấy xong anh nhàn thì lục bát thiên làm bài lực lang ông vì bản chi nè tô xong phải môi đại bàn xua cao bị thay thì đọc làm bài khai mới xa cho nằm một con bồn bồn rồi chặt làm bài ai cứ xa nó miên lệ ai s đọc làm môi cho mà rồi làm bồn nó tròn ia anh chỉ bị xa khai máy cứ xôn 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 bài làm bồn xôn làm pì chỉ bị sao ông lấy cứ sôn sôn, bầm pi bún, bầm môi bầm pi, bầm môi pi, nâng chỉ bị sao bà rắn cứ sôn sôn, bầm pi môi, sôn pi, bầm môi bầm bún. Thì nếu không ai cả xa nấy cứ ban bệnh chạy ông pi chmu, mình nè đại miên chmu tha bún chiên sườn, hào sò, đầm bay, đầm lợn ông pi cá trong trăm rồi bỏ sạ xây nó về nơi phong đài bàn sùng, bồ thiên ngàn nhạc. Ông chấm lẽ là nhạt, xong chơi. Bà ông quân đồng cái thiến. Lục xã xấy nơi khăn ông bệnh chi ai cả xa nẹ tô so một phây muôi. Đại bàn xua nơi thằng ai tí đọc bẩm bấy khai mấy xa. Cho năm mới bọn bẩm bốn rồi chất sập bẩm bấy nâng. Cứ nơi khăn ông bệnh chi nó miên chmô. Muối đã chmô tha bốn chiêng sửa, hào sọ. Hay quạt nó cứ chia miền tuần tí chia mấy bốn mấy crom tu rồi bốn nữ có 37 hay tập đoàn kê chập luôn nữ nông khai mỹ nía cho năm một con đồng bốn rồi chật sập bảy ta chỉ một sao nên rước đại lục bàn trời thả bật luôn bị cái xuống khô sơn ca nó nhom lời thần năng rư mình mến có nhóm lời ạc cả lời xa ấy thì xa thà chúng đạo cũng có nhóm ạc đằng lời chắc nhóm đăng trăm ra thà để nhóm tự chụp hỏi kì nơi môn nhóm tới lưu kì hai xa xa lắm có hai tàm kì tới hỏi kì nè rồi tự tụt này nắng kì cực lúc này nắng đọc bạc bê nắng có nhóm ạc đằng thà kì bạc tư nam môn ạc đằng nếu bạn thầm phần năng để nhóm xong ạc tế đó đó còn cho chúng ta để lục lực làng bản mày nâng quạt thưa ca nó khăn ông mình tì co sam sập bay chỉ mồi lục chân đại mình thế chúng ta sao nấy cứ chúng ta đã được khi mà chuyện chắc khi mình đăng cái tệ để khi mà chú cái thằng chúng ta sao đấy bạn thưa ca nó khăn ông mình tì đường này bà học quân ấy lấy nhom châu một thiên bọn mồi tiết để tẹt tôn tận năng tu này ti rồi bỏ lục nôn chi à ta lục phật hơi như rồi có chụp lục nôn chi đại tế nông ẩm long pe đại lục thôi ca nơi có xuống khô sơn ca nó xong group lục thiên
nhom chỉ mùi lục nung kia cái thằng xem club chụp club score đăng đầy quạt bàn tay thôi ca nó lại nữa trông ở cái bọn đã cuốn ta lục chụp lục nôn chia đồng bồn cái nó không bèo nà đá lục chạm bàn tay nhóm xong miền một tết thả nhóm rô bê cái này ở cũng nót thật chụp chụp nơi lại nạ ở đây ta còn càng nghiệp nhóm nó cứ ban hàng lúc nó từ ở bực nghệt bị bực bực nó khơi qua từ rồi bực gì tại đó thì chụp và sai tiện tông gì nó cứ thả về hạ ta càng nghiệp bao nhiêu càng nghiệp bao quát được thao về ngày là chắc cái thao cả thẩm nghiệm thẩm đông ấy mình bàn rồi đây chụp ấy chỉ nhấc nhọp rồi mới có về khác chụp đòi miền do ai cả xa rồi mới có cả này ấy để nên nông miền tại chỉ phải nắng cái thao miền ấy để như thế ở miền chụp càng nghiệp phải chạm ấy mới có ở đây sống ổn định bà con cho lục chụp lục nôn chia đã vô ai cả xa mà nâng ta vô ai cả xa ở vầy đá lục nó chăm thế xâm nô nít nhóm đôi chì rồi chúng nó chào ạc khứ nâng đừng xuống nhóm bị đưa thành nôn chia nó vô ai cái xa ấy mà nè nhóm mình vô rồi chê bạn mấy lúc bạn chúng rếp chun ông xâm nạp cá thà lúc phô bạn chụp nôn chia tại mình sơ chìa nhập nhọp ấy của màn tê cứ bê khá lúc nôn chia bạn vô ai cái xa màu ta lúc chăm thế ai cái xa để lúc nôn chia vô màu nâng ạ chứ ai cái xa vậy khá phẹp bọn nông phành hà vậy đai lúc nó chăm thế sợ thấy mà toàn lời to, sống chơi lầm nàng, lộ lộ mình vì anh ta chết cà phê cây lộ đồn chía. Thank you, Mr. President. In the English translation, the witness seemed to say that it was the witness who sends documents to Nun Chia, so it cannot avoid the witness. If that is indeed what he also said in Khmer, that should be reflected in the question. Lục nôn chia rồi có ai cái xa nâng chia nè sơ sê tê bạn. Lục thiến đâm bay bằng chạy đâm bay bằng chạy ở chỗ ba hòng phì bằng hà ni xong anh nhàn bị lục thiến đâm bay ở xã xây cho lại bằng chạy ở ban chỗ ba thả ta bằng hà ni bây giờ mày chơi tăng tầm nô ban bàn lọt đó mình được xua chẳng mình còn mình dịch lại đắng chơi tới lục thiến môn nắng xạ xây bàn chlai tha chụp lục nôn chía bàn dọc ai cái xa mau chẳng hay đã đầm bay ở chỗ bạc lo hầm pi pành hà này ta chẳng xua xạ xây ta tôn được nắng ta dọc ai cái xa mau rồi bỏ nôn chía ta nôn chía còn dọc mau lại na dùng mà ơi lục xạ xây được cả dạng nào chân sầm nô bọc nhóm từ lục xạ xây nó bên ấy cứ thả ta việc đại lục ban chay chúng riêng chun ông sầm là cam bàn mình thả lục nôn chi bàn vô ai cái sa máu nó ta lục nôn chi vô ai cái sa máu khang nào đấy mà ơi lục được cầm nó bọc lục được có ơi khang nào nhóm đáp được nhóm để ở tuần vô với sùm đồ sao hay rằng thật khiêm trả lời về những ai cái xa đấy khiêm mày là khiêm dễ tại là khiêm hạ đôi chìa viện đó khiêm dễ dàng mấy bạn là khả năng lưu tay chân với những cái mà chẳng có phong cha nạc luôn ấy này rồi thà khiêm dễ mấy nó khiêm dễ dàng mấy khả năng chào xuống với thà nụt khiêm thà nụt kia dù ai cái xa đấy khiêm rồi thà về thà lọc tư tư sẽ đạp khang sùm đồ lục với khiêm rồi chạy luôn khiêm với nhá
ខ្ញុំត្រូវខាងស៊ូមកខ្ញុំរត់នៅអត់ឃើញទេបានចេះដើម្បីច្បាស់សំណួរ rương ai cái xa ấy bọc quạt ấy bọc quạt nhom mình đăng rương ấy trong ó anh em gì miền tây nhom nghe đây nhom chạp hở nhom cho ai cái xa để nhom chạp nó do từ chún khang nông vinh chẳng như thà của miền ấy đây đây nhom chia đài pi càng nghe nhom nó nhom chún từ khang nông vinh đâu bây khang lư nó cái chặt chay người ta rương khang lư ao một nhom vinh đấy về ót về kia nhưng mà nhom kia nó sầm núi nó kia nhom mấy bà thầy xua chẳng hay nhom nó lòi mày បាទអរគុណបាទបាទលោកក៏បានជម្រាបជូនអង្គសាវនាការផងដែរថាលោកនុនជាបានតើអឺតប្រឹកប្រឹកតើតើអឺតនឹងតើអឺតនៅកន្លែងណាហើយអឺតធ្វើអ្វីខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះព្រោះ គាត់មកកន្លែងទីស្នាក់របស់គាត់គឺថាមិននៅទីនេះទេគាត់មានកន្លែងស្នាក់របស់គាត់ដែលខ្ញុំមិនដឹងមិនយល់ទេតែគាត់ដល់ការងារគាត់បានមកអើតកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងពោះពេលព្រឹកឡើងគាត់មកហើយដល់អញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងមកហ្នឹងខ្ញុំគាត់ដល់ជម្រាបជូនថាគាត់មកហ្នឹងមានអីទេដល់ដូចថាដើរអើតមើលសួរមានបាយទឹកហូបអីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងគាត់ដើរអើតតាមកន្លែងសម្រាកកន្លែងហ្នឹង នេះជាការដែលអើតរបស់មើលជាក់ស្ដែងនឹងរែងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងដូចថាទៅអើតចក្រានខ្លះទៅអើតមើលកន្លែងដេកខ្លះទៅហើយអ្នកណាដែលដេកវាមិនរហ័សហួតហ្នឹងគាត់ដាស់តឿនទៅអានេះខ្ញុំនិយាយពីការពិតដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បាទនេះខ្ញុំសូមជូនមតិបន្តិចបាទតាលោក ចាំទេថាលោកនួនជាទៅទីនោះក្នុងនាមគាត់មានតួនាទីអ្វីដែរខ្ញុំក្នុងសំណួរនេះខ្ញុំគាន់តែដឹងថាការដែលដកហ៊ុននឹមហើយយុនយ៉ាត់ ចូល មក ទទួល បន្ទាប់ ពី ហ៊ុននឹម តែ ដល់ ផុត ពី យុនយ៉ាត់ ហើយ លោក នួន ជា គាត់ ចូល មក ជំនួស ម្ដង ដល់ អញ្ចឹង រឿង តួ នាទី អី របស់ គាត់ ខ្ញុំ មិនដឹង ថា ឯង chị ai cái xa ai xây nhà máy ăn đắng thế còn là cá nó không đăng thà chia cả nạ chân trầy lại được trong sụp kia còn nó thà trong lưa tao một chút để lo mà nạ đắng nom lưa nước trong mình bàn chụp mình bàn score mình bàn ấy thế tại đó sẽ đạp một chút đâu trong mùa này lại đó từ tu con một thôi cá bạn đăng thà quất kia cả nạ chân trầy vậy sôm chui một tẹt luôn bà con ta lúc miền bán đăng tới thật nó cao vì tu này tì rồi bỏ lúc nôn chia đại chia cả nạ chân trái nâng ta còn miền tu này tì ở vầy đại tế nó không có xuống khô sản ca nâng vì còn kênh mó chống có đạp mình bán thà còn mỗi trong niềm ấy chia một tập tu nâng cái xuống nâng mấy ta còn càng ấy còn một màu lùm nó còn một đỏ lùm nó còn một đỏ tại trong thà ao lưu thắng còn thằng một tập tu cái xuống nâng chỉnh nu và nên nó về ăn men chèn ở khi đằng bên nâng ấy phá sống ổn định chút tiện tôn tuần nâng còn lại thôi ca bạc quan nâng cái xuống nâng ta còn miên còn lại thôi ca nâng cái xuống nâng đại tế phi bạc quan
cái lệnh thôi cá trong con thả ban đăng thả đôi chia mình miên vật tục ấy thua mặt đa ở rịp rồi chứ cái thả thả còn rịp lại còn mới cái nào còn thôi cá hả còn ngư trục đại trục chứ cái đã hạt hạt pran chẳng tính tới hợp về thế còn mỏng quy như tới hay đôi chia về về từ ly mình chia sầm ngặt ai nơi đây lại đặt tại anh thế vì nó không thể nào mà ở lúc để thử ca nên nó cũng ở đây này nên không sống chung tệnh nữa chẳng biết này thà tí tí cái lãnh thử ca cài giả lãnh thử ca rồi bỏ lúc nôn chí còn nơi thật nó không tí tăng đá lúc thử ca nó nóng đài chẳng biết đấy nhôm còn là chun thờ à kia về thùng đại chúng về miền à vật tục để lại để to lại cả tràn tới đại chúng tu à kia thùng nó cứ thờ còn nơi thôi cả nông tới ở miền ở đây phụ nè để cả nghe chung vinh xây tiên để cái thôi cả nó cái nơi vài cái bài nông đại tới ai nhóm về nơi đặt để lại tại còn là việc nông bại được vén để cái xuống nó cái riệp tròn rồi và bà con chưa nơi con ông lòng về nút đáy ta lục nôn chia cọt bàn ca rồi có riệp cho mọi miền cạnh chung vẽ nhiều bài rồi có vẽ bản đồ bản đao với đại tế nhâm sâm lòi thà rừng viện dụ bài nên nè để thử bại được bọn nó việc chỉ à chi bảo vệ mà hỏi bà chắc tôi thể đâu mê chạp là nê chạp nó đọ trên tức cái thờ à cách tầm đá cá nó về nơi tầm miền là hôn bà chắc vì còn máu nó còn nơi tầm đài là vì môn nhà mấy cả một chung ấy nó về nơi tầm miền kiểu to cho lúc nơi chạm tới tha lúc lọc bàn cho rùm khăn ông vẹn dụ bài rồi có vẹn chung đại đặc nom đòi lục nôn chia nó phẩm án đòn đá lục ai nó chạm bàn thế nhưng sốt lao thì trong miền có tích tụ vì ăn miền chỉ càng nghe phải chung thông đông mấy ăn đấy mà thà còn để chụp này nom ấy chơi cho vì thà chỉ càng cầm nước qua cọt ấy nó anh nó là tôi chỉ phải chung trong tre ấy thà chỉ vì thà ai thông đông rồi ăn còn chỉ cả này luôn trăng chụp nghiệp toal mới xong em tiện bà con nấu con ông cách sầm phe rồi bỏ cái gì lại xả cho cầm sơ bằng kết cho mồi lố từ lố bàn lực làng thà nấu pe lục nôn chia cho mốc kế bàn này nhóm ở chỗ này dưới pi rừng, bờ chì chôn đập, làm pi mệt sa, rồi có bờ chì chôn thâm ấy, nâng bờ chì chôn chả, nâng nâu khôn ông ai cái sa lệ y bấy sa la buồn rồi sam sa phẩm bấy, trong y ở anh chỉ bị sa khmai cứ sôn sam phẩm pi sam buồn nâng sam phẩm mùi, chỉ bị sa ông lệ cứ sôn sam phẩm pi ha phẩm bấy nâng chặt sa phẩm hay chỉ bị sa bà ráng cứ sôn sai pí học sập bốn nâng sam sập bảy ta lục ban đăng âm pí mua là hai đạo vậy thế đại thừa ai kia ham mình ao phơi cả bàn chạy rồi viên bị chỉ chôn cha hay nâng bị chỉ chôn thay bài này nhưng sơn lao thà lần đấy trong mình ban bị phe thà giang mạch cái thế còn là thà dẹp pe nó cứ còn ban ở đây để thà mình chia thà là nó còn ở này dễ bị rướng và chia chân đấy chia chân đọc một pi mesa ở chia chân nó chia chân thay rồi nè để nó mua được thà nó thà chia chân cha ai giang này giang nó cứ thà để thà cắt và thói trong lúc mình bắt phe xa này và nít đằng ba còn đằng tay mua được hai đằng tít đa tháng lục dây chẳng thà ở đằng vừa đằng ngoài tít thì đằng
ត្រង់ទំព័រ03 38 38នឹងជាភាសាខ្មែរគឺ00 38 38នឹងជាភាសាបារាំងគឺ00 42 63នឹង 32លោកបានលើកឡើងអំពីកាលនោះថាកាលនោះមានលើកទ្រឹស្តីមួយថាគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែបានស្អាតកុំឲ្យមានជន់ក្បត់នៅក្នុងជួរតើលោកចាំទេថានរណាជាអ្នកណែនាំអំពីទ្រឹស្តីហ្នឹង ចំនួននេះតាមដែលខ្ញុំចាំបានគឺខ្ញុំដែលចាប់គុណដើមហើយយូនយ៉ាត់មកទទួលនេះសូមផ្ដល់មតិប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជឿនៅ នៅក្នុងការជួបជុំជាមួយលោកនុនជាតើគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជនក្បត់ឬក៏សត្រូវនោះដែរទេ សំណួរនេះខ្ញុំ tôi chỉ chạm bàn này đang chỉ cất bàn này dễ đấy rồi mới có trong miệng cà phê phèn rồi mới có cất ăn dễ anh trong buổi thạc luôn ấy về rồi được ăn khơi vì cả trong chạm trong việc bật bong còn đang theo kết tôi với nhau đối chỉ mình bàn này dễ ấy trả đang sum nu đang để thả trong thả ấy sáng sai còn dễ được ăn ấy ខ្ញុំพลิกกําดังเองดังจังว่าถ้าสํานวนนี้โดยถ้าខ្ញុំឆ្លើយอาการตรงถ้าខ្ញុំมันจําว่าเวียด้วยบัตรการจองจําอ๋อมาจํานวนได้บ่าจุดเตะตรงตัวนึงการเรียนสอดหรือก็การประชุมในคราวกระทรวงโฆษณาการវិញตาลูกធ្លាប់បានចូលរួមដែរទេ nơi cao pi cái xuống đại khuôn thôi cá nhóm mình đại bàn châu rùm từ liên sâu đứng mũi gặp chung ở trong mũi kia thì xong ở trước tận tôn tận năng ca bị chung thị tiên rồi có xoay thị tiên vinh mà đòn nó không có xuống khô sna ca nâng ta ở xa miên ca thôi bị chung xoay thị tiên rồi có thị tiên nâng đại thế xong chlai một tên cái thà mày nó cái thà bị chúng về cho những cái chạy miệng bị chúng bị chạm ngay và chúng đúng một gọi đọc ngay mà đó tại đọc bị chúng đọc ngay mà đó nó là nó trả thôi ca thì tiền xoay thì tiền kia tại đọc bị chúng bị chạm ngay nó dễ bị càng nghĩa để thôi bị chạm ngay được nghe xong chưa mà tệ phần ta lúc nó chăm tới thà ca và chôm và chăm ngày nắng miền này là chỗ ruộng khá hay nó là chỉ là đặc nòm ca và chôm và chăm tháng ngày nóng ca và chôm chăm tháng ngày đó cơ miền trầm thân nặng và thiên mình tin nó tệ tại vì nó và chôm ประชุมโดยประชุมปีนักปีกลางยังประจำไงนักเพื่อไอ้บานผลมาในบ้านเอาไว้ไปเรียกการจูนเอาประชุม
tại đọc đọc thằng ấy nó phải chúm viết thôi cá xoay thì tiên khen từ vinh từ màu bà con tại tôn nâng ca phải chúm xoay thì tiên để vừa đọc thằng ấy mà đòn chúng ta nôn na chỉ tu tới nôn na kế chỉ nè đặt nòm ca phải chúm nè chúng thôi cá xoay thì tiền đấy là chia chia phần trăm để thôi chia tu tới cứ phần thiên cồng mà khá hai cồng ta khá hai này rồi nhóm này khang tu cùng tu nó phải chung hay nó tiền tiền khá nông tàu chẳng là đập này cái tiết kiệm chung này cái tiền này cái tàu nên cái cách tâm na cà phê nó cứ về miền sấp hiện chẳng bà con ta lúc ban đăng tới âm pi cô bẩm non rồi cô đau này cà thôi cà phải chung xoay tị tiền hay nắng ạ ta cứ thôi nằm bay ở vậy đấy nhóm còn thể vô luôn ai thà cả vật chung đấy về rồi cả nó có hàng lưới có bàn này nó thà miệt cả vật chung thế động bấy làm nào cả càng nghe cái đấy về thôi tới bàn phò sầm rạch và ở vật chung cái thà tiếng càng nghe tiếng ấy về gì là chẳng vật chung nó cùng nó thập rừng tầng 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 ngày càng nghĩa và đang tăng dù bài bao nhiêu nó ơi thật sự rút nó càng nghĩa sự rút cho mũi nó đây phía cách đại dương thôi cái lòng màu bà con cho nó không cách bị chung xoay đi tiền chúng ta thoát miên là nè là đại ban xa được phía bằng pi ca quạt khát được bạc luôn này tế hay bà sân chỉ miên ta cái miên về thiên là ca chẳng mạch là chẳng phù chấm sông lòi rồi phải chung thịt tiền xoài thịt tiền cà phải chung đấy mà đến về chỉ cà liêng sầm át luôn anh hói à say đặc luôn anh miền hói sạt phía trăm hà chuẩn แต่ client นี่ก็ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកដែលខាងលោកស៊ូហ្នឹងក៏វាមានប្រតិកម្មជាបំផុតដែរឡាស់ទៅគេជួយទៅខឹងមកវិញមកតែខ្លះទៅក៏ទទួលស្គាល់ថាការជួយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយយកក៏យកទៅកែលម្អទៅដោយមានទ្រឹស្ដីមួយថាខ្លួនឯងមិនអាចមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងបានទេតើគេជួយមើលដល់អញ្ចឹងក៏លើកអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងថាត្រូវតែជុំហើយទីទៀនគ្នា នេះដែលគុំណងនឹងទីដល់ប្រជុំមកគេថាយើងដាក់ខ្លួនឲ្យគេទីទៀនយើងមានសិទ្ធទីទៀនគេអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគេថាទម្លាក់ដាក់ខ្លួនឲ្យដល់ឲ្យសិទ្ធឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ធ្វើការទីទៀនគ្នានេះខ្ញុំសូមមានមតិនេះបាទអរគុណលោកបានជម្រាបជូនអង្គសាសនាថានៅពេល មានការសារភាពអំពីកំហុសហើយធ្វើដើម្បីឲ្យគេកែលម្អតើការកែលម្អនឹងគេកែលម្អដោយវិធីណាខ្លះលោកនៅចាំបានទេ ខ្ញុំគាន់តែសូមឆ្លើយថា កំហុស ដែល ធំ ធំ ខ្ញុំ មិនអាច ដឹង មិនអាច យល់ បាន ទេ តែ ក្នុង ការ រស់ នៅ ដែល ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា thứ ấy khó thứ ấy trớ dương khơi như thế dương gì là dễ khả nó tự tu là tới mà thà dương dương thôi nó kìm ai thôi dương tự phơi hay chỉ nói nó cái thà đã phơi khâu bị ca này nó cái thằng này sửa lại à đã không này nữa đã cái thà để dương thằng thì tiền thà công thôi chẳng phải khâu còn này nó cái ham thầm ai thôi đã dương thôi chẳng phải tới chỉ thiệt sửa lại mối để dương do một việc luôn dương bắt mình lấy bắt cả tụ cả nài non cả đằng non mới cái thời dịch bệnh ở đây chắc thời tại thôi tám để
ឯងគេតម្រែតម្រង់ហើយនេះក្នុងន័យដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងន័យស្វ័យទីទៀនគឺក្នុងន័យថាពង្រឹងអាកម្លាំងនឹងឲ្យវាស្អីដែលគេប្រាប់ថាកុំឲ្យធ្វើហើយបើធ្វើខុសគេថាសេរីនេះខ្ញុំសូមជូនមតិបាទអរគុណចុះចំពោះអ្នកដែលថាធ្វើខុសពីការណែនាំហើយត្រូវបានគេថាជាអ្នកសេរីតើបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលសេរីនោះគេមានវិធីនានាយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះគាត់ដែរ nhôm sông lầu thà để nhôm thọ bàn nơi nhôm khơi thơ nhớ đây cửa rúp có chết cửa rúp tới ta nhớ khá để mình cửa rúp có lại khá chia sẻ chan tới ta dù tới à càng nghe được việc đau tới thì pra này đông vinh chấm rắp càng nghe đông tới nên lại chia sẻ anh nhôm ấy nhôm dễ thương vậy tại à phía xa để thà phần rừng khe nó nơi tập phần rừng chứ tại chú này nâng ấy việc ở sát đảo bây giờ từ là tới chú việc tiền mò mò ở bộ xe nâng ấy phá lại ở thân nâng của đời đi đi cả lo mất lấy cho miền chắc được cho mình dây lực tại cái lãnh xây tiết cho mặt đang ở dưới là đang rừng xe tại bờ xưa đây để thông đông tiết là nó cho mặt đang ở để thả từ và cả rừng ấy thông đông tiết tại để gặp khăn để cho mình dây thả xưa đây và chung ở co sang thế không đây nông ông phép dữ nó chui lại từ bên trong máu và xong miệng tẹt vào nó chấm đánh mũi tiết đai lúc ban chấm rệp chun ông sầm là ca và anh mấy thà là về đài miền nè đài lược lang ông pi ca quạt khà được bọc luôn hay ban sa được phép làm hà chun ta mà hà chun này lúc ban chấm rệp chun ông sầm là ca và anh mấy những trăng sầm đau từ lơ chẳng mạch đấy mà hà chun về trong số bị chết pi mà hai chun nên trong có bị chết này nóng á nóng là lòng quá để trong lọp lòng cắt quá cái thảo bọc quan bọc ở đây sau này nó cái thảo miền bắc và trong ai xa nó có cái thảo miền gì là miền bắc nóng cái thảo sầm quan dùng cỏ tại được trong mấy nó cái thảo chiều mà hai chun thôi mà đà mình toàn châu là trong đây một lúc đấy kia rịp trong tôi chỉ tấm lăng để tôi cho một đằng đằng cả đằng nuông ấy chả này và đại chắc trong đây mà hai chỗ nó cái thằng một lúc kia mình toán chặt và châu tôi không có gặp khăn bỏ tay không bà con nơi không ca chlai robot lok chun dol nẹt sơ mung kết nơi ca yalai dạy cho cầm sơ mung kết phong đái cứ lok ban chlai tha chỉ riêng dol khái cái ban bằng chun ta sanh vật đây tặng lấy một còn lại lok đầm bay chạy khi mờ ai cái sáng nó cứ y bay slap buôn roi sam sơ bầm bay trăng y anh chị bị sa khăm ái គឺ003 37 34 55និងជាភាសាអង់គ្លេសគឺ003 72 57 75និងជាភាសាបារាំងគឺ002 42 42តើការដែលគេយកឯកសារទស្សនាវដ្តីនឹងឲ្យមកឲ្យលោកចែកគ្នាមើលក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកដឹងដែរទេ nhôm sum chloi tha ca pứt ai ca sa ni để ban bơ chun mò đối khom chloi nơ trong chum lòi ới pê mun chơ tại còn ta pi rương cô lùm nong ai yang mạch yang mấy khom pần sơ yol đăng ni prò mẹ tới khom trong ca
យកឯកសារនឹងមកមើលឬដូចជាអត់សូវមានពេលទេដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំព្រោះអង្គការនឹងខ្ញុំប្រឹងតារៀបការងាររបស់ខ្ញុំនឹងហើយវាថាបំពេញជូនកុំឲ្យគេមកអរែងគិតពីរឿងយើងដែលត្រូវទទួលការងារហ្នឹងតែអញ្ចឹងប្រឹងធ្វើអារបស់ឯងដែលត្រូវទទួលអញ្ចឹងគាត់ថាដឹងថាឯកសារនឹងមានចេញចូលយកមកទុកនៅកន្លែងខ្ញុំ ខ្ញុំអីទៅស្វាស្វែងមើលអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាបច្ចេកាជំនាញដែលយើងត្រូវទទួលនេះសូមមានបន្តិចបាទអរគុណតកតងនឹងចំណុចមួយទៀតគឺលោកក៏បានឆ្លើយនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់កាយឡ័យសហជីវក្រមសិលសង្កេតដែរលោកបាន លើកឡើងថាមន្ទីរ807គឺជាមន្ទីររបស់800កែតម្រូវមន្ទីរ807គឺជាមន្ទីររបស់មជ្ឈិមដែលជាទីកន្លែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលធ្វើការគឺនៅក្នុងឯកសារលេខ E3/438/ត្រង់ទំព័រ ENG ភាសាខ្មែរគឺ003753435និងជាភាសាអង់គ្លេសគឺ003378875 ហើយជាភាសាបារាំងគឺ 00 42 64 32 សំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់ដឹងថាតើលោកដឹងថាមន្ទីរ870នេះជាមន្ទីររបស់មជ្ឈិមហើយជាកន្លែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាធ្វើការនឹងលោកដឹងដោយរបៀបណាដែរ ສະຫນູນີ້ຂ້ອຍບານຊ្លោយມາດອງໃຫ້ກໍບໍ່ອໍລູກມັນນີ້ຂ້ອຍບໍ່ຈຽດຈູນໄດ້ຖ້າຂ້ອຍດັງບານໄດ້ສາມຶດພຽກໃດຫາຍໄປເລື່ອງທີ່ຕັ້ງມັນທີ່ນັ້ນໃນຕະນາອີ່ຕະນາຄືຖືອັດດັງໄດ້ກໍວ່າລື້ຊມົນໃຫ້ດາ បាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំអស់សំណួរទៅលើលោកសាក់សីហើយសូមអរគុណលោកសាក់សីដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរហើយលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយជាបន្តសូមឲ្យសាក់ការីខ្ញុំបន្តសំណួរតទៀតបាទសូមអរគុណ Thank you Mr. President. Good morning, Mr. Keevan. My name is Dale Isaac. I'm also with the Office of Co-Prosecutors. And I have just a few more questions for you this morning. I first wanted to ask you to go back to the 1974 time period when you were a militiaman or soldier in Kampon Leng district. At that time, did you hear, were you aware of the battle at which Udong was captured by the revolutionary forces? កាលតែឆ្នាំ 74 ខាងលោកសួរមកនេះខ្ញុំហៅថាសំណួរនេះសួរបកក្រោយទៅវិញថាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានដឹងតែដឹងហ្នឹងក្នុងន័យថាវាមិនដូចជាប្រព័ន្ធឥឡូវទេប្រព័ន្ធឥឡូវដែលវាងាយថាឲ្យដឹងឲ្យលឺវាព្រៀមព្រៀមដែលដល់ខ្ញុំខ្ញុំនៅនឹងព្រៃនៅនឹងនេះហ្នឹងគាត់តែលឺតាម สมัยนั้นก็ท่านเนียซาเนียซาเนี่ยไปเจอเอาไปมวยตัวมวยตัวมวยบ่นั้นแต่ดาจังก็ลือตามนั้นทางอดงที่ไว้ชื่อให้นี่ในในได้ดังดังตะพันนั้นนี่ทางอดงไว้ดาดงก็เลยอดงบ้านให้นี่บ้านตะพันนั้นนี่ที่เพิ่นนั้นเอาย้วนไอ้เรื่องถ้าการเงินนั้นอย่ามาที่ខ្ញុំអត់បានដឹងអត់យល់ Uh,
Did you hear what happened to the residents of Udong after it was captured by revolutionary forces in 1974? Con cầm lang bạn để vót để về vô nợ đồng nó nhom bất khi bạn miền bạn đăng ấy không oh có thà về mà kết cái nó thà số một phun đầy like nhom nơi tại sọc nó ấy đồng nơi này nhom ở đăng ấy ngon con là cái práp để bị đứng kia chùm nẹp vào nó xôm om tệ Thank you, Mr. Witness. Let me turn now to another subject that you discussed with my colleague this morning. You indicated that there were evacuees from Kampong Chenang provincial town who arrived in your home village or commune. Can you tell us when those evacuees arrived? Was there any effort made to identify, to determine whether any of them were connected to the Lon Nol regime? In other words, whether they or their relatives were soldiers or officials of the Lon Nol regime? សំឆ្លោយនៅសំណួរនេះគឺថាការដែលជំនាញប្រជាជនទៅគឺថាការពិតប្រជាជននេះជំនាញយកទៅប្រគល់ឲ្យឃុំនៅក្នុងសហគមន៍ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំជាណៃរៃកងតបគឺថានៅដាច់ទៅឡាយទេអត់សូវទៅជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនហ្នឹងទេព្រោះការហ្នឹងឯអង្គភាពរៃខ្ញុំហ្នឹងក៏ជាអ្នក លើកទំនុកលើកព្រីស្រែនោះដែរតែអញ្ចឹងគេលិះទៅគេយកទៅដាក់នៅសហគមន៍ទៅប្រគល់ឲ្យសហគមន៍ទៅឯខ្ញុំនេះធ្វើទំនុកបន្លាយនោះខ្ញុំធ្វើទំនុកបន្លាយតាមកងតាមអង្គភាពខ្ញុំតែអញ្ចឹងការងារអីខាងប្រជាជននោះខ្ញុំអត់ស្រូវដឹងរឿងទេព្រោះតែនៅកន្លែងមូលដ្ឋានភូមិឃុំតាមសហគមន៍ហើយខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទសូមអរគុណទេ Let me turn now to the period that you worked at the Ministry of Propaganda. You told my colleague that when news was printed out of the machine that you monitored, that you would take those printouts to another section. What was the section that you delivered the printouts to? ព័ត៌មានដែលខ្ញុំហែកយកទៅពីម៉ាស៊ីនទៅជូនទៅនោះគឺខ្ញុំគាត់តែដឹងថាពេលខ្លះមានបីច្បាប់កັບវាដោយឡែកៗទៅតែយកទៅបញ្ជូនឲ្យគេនោះគឺថាគេចាត់ចែងទៅខាងណាខាងណានោះវាវារឿងរបស់គេវាដូចថាវាហួសពីដំណាក់កាលដែលខ្ញុំត្រូវទៅទទួលហើយដល់ចឹងខាងគេទីគេចាត់ចែងទៅណាទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគាត់តែដឹងថា And you told my colleague that you worked in shifts. My follow-up question is, were you instructed by your superior that someone had to monitor the machine at all hours of the day and night? Was that an instruction that you received from your superior at the Ministry of Propaganda?
xung đột đấy khi còn một chuyện thờ nghe đại điệp chom bị lừa khi ông tiết kiệp pê chê bị ly vui cài nó cái thờ miền bắc thiên này được nhau được nhau một chuyện thật một all lắm cái thằng còn này người ta tốt bị lừa nhau tiền đại chứ nhau nó kia một lúc không phải chạy cái tết để sầm ra từ với tam ca chặt chay và kỳ xong ông tiền and based on the shifts schedule that you received from Ol, is it correct that someone was tasked to monitor the machine both day and night? ការគេគ្រប់គ្រងគេណែនាំខ្ញុំឲ្យមើលការខុសត្រូវលើម៉ាស៊ីនក៏សំប្រិអននេះគឺថាបើវាគៀងវាស្ទះទៅវាប៉ះពាល់ដល់ការងារដល់អញ្ចឹងយើងមានតួនាទីអីដែលខាងបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្វើម៉េចរៀបរយឲ្យធានាដល់ការងារហ្នឹងនេះការដែលបញ្ជាក់មកពីខាងលើហ្នឹងគឺថាយើងគិតតែរឿងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យការងារហ្នឹងវាស្ទះវាប៉ះពាល់ដល់រីកិច្ចការរបស់គេ Thank you. You also told my colleague that when Nun Chia was at the ministry, that you sometimes took printouts to him. Were the printouts that you took to Nun Chia, were these printouts of news from the machine that you monitored? Khyom som chloy tha ai ka sa da khyom bchun tu oy nea phnaik phseing pi khyom nung ke tha vi ot men ai ka sa ai da krau pi yok pi machine nung te po khyom ka ngie vi trau ta nung da che oy men ai phseing nung vi ot men vi tha dang tha ai ka sa nung chop hai yo te bkol a ke ni som me mte nung My question was, are these the same documents that you took to Nun Chea when he started coming to the ministry? Chú đào lúc nguồn kia cứ thà miền tích tuổi nha. Ông dê. Nhưng mình bạn sẽ thà ớt ấy. Nhưng đang thà miền chú. Thầy chìa chìa tùm na ca thua mặt đá. Nâng ca rịp rối cứ thà miền cái lây kia nhẹ thầy tuôn đời lại. Tuôn đời lại. Thầy cái lây khá tư ớt chú. Lây khá có chú cốt gót chú cốt đó. Nếu không sập hiệp để nhầm dê mấy cái thà miền trung quốc khá tại miền tích tu chứ còn miền cái lại cái tu ai xa nó để bị nhom nhiều tới nó miền miền lại bất kỳ miền này bất kỳ mình sống miền tây. On those few occasions, who was it that instructed you to take those printouts to Nun Chea? ឯកសារនឹងទៅឲ្យនួនជាតើនរណាគេជាអ្នកណែនាំលោកនឹងឲ្យយកឯកសារតិចតួចនឹងទៅឲ្យនួនជានោះខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដូចថាខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លែងខ្លះมัน
miền đất nào này nòm thế, tại đó bên lào tới chốn, tới chú quát, có chú quát to thế, tại bên việt là miền đất nó chăm tới tuôn, nghe, đàn miền đất chăm tới tuôn, dưới có chú tới nước đây chăm tới tuôn lần từ, ở cái bên chú mà to thiệt từ, nên trong chẳng bàn thà, ăn nè chăm tới tuôn nó vật tích nè. Chắc bà phía chán xa miền kia nó chăm tù lắm, cái chặt chay giam mấy nó mặt đằng ấy. Tại còn là miền nó bị chăm tù lắm. Tại bậc nó cả này để miền tích túi để chăm chung toàn. Xong miền tệ nữa mà. Thank you for clarifying that. My last question for you is, could you tell us what time period or when was it when during the Democratic Kampuchea period was it that Nun Chea started coming to the Ministry of Propaganda? Chnam na dai nak knong robob Kampuchea Pichea Thapatai ni dai lok Nun Chea mok aot ne krasuang khosanaka no. Yum som chlai. Nụt kia đây có bàn một tật tu là ẩm tì có xám bầy nế ngày khai để ở đây nằm để kêu ghê rồi nó có miếng tê nhưng có là nơi chăm thờ có một tật tu phía trong cáo để về Việt Nam châu của chẳng giờ thay chân lọc bị chập khuôn nâm hói dùn giát mà tù rồi đọc hột bị dùn giát hói bán nụ chế cột mà tù và to là hốt đó bế để chất sập buồn rồi chẳng bị đọc chuồn chẳng bị khuôn bình này ta chắc nhóm cầm nọt ngay ấy nó cầm nọt ở cả đấy tại còn là nhóm chạm bàn phần nắng và là chất lọc thì bị hôn nấm mất cứ dùn dàn và đã chạm hôn nấm mà chất sập một phần hay chỉ trong chân nám mà đào mò dùn dàn tù lắm đó chắc là phật bình nấm ban hàng nôn chiếc còn mò tù và tỏ hốt đỏ đỏ luôn chênh trong cái đầu này trông âm tế bà. Thank you very much for your time this morning. On behalf of the Office of Co-Prosecutors, we want to thank you for answering our questions this morning. And Mr. President, we have no further questions. ក្រុមមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការធួតនឹងដៅចំពោះសាកសីសូមអញ្ជើញបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រុមភិក្ខុនឹងសាធារណជនមេធាវីនៅមុខប្រគល់សិទ្ធជូនលោកឡាវចន្ទធីនិងលោកស្រីមេធាវីបេនីយីដើម្បីសួរសំណួរទៅលើសាកសីរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតអង្គជំនះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញ bạn khi mà sùng group ông chủ nè sùng group lục thiên sùng group sabita đó thì sùng group bong paul này chơi chơi rùm nơi tin ní thì nhận được tam đàn được tam papon electron phong này khi mà lao chân thí chim mít vi đầm nàng đầm đằng rót bà vi ní xong chim nghiệp xua lô kiểu én khi mà pin lấy khi mà nâng xua lô và bọt mùi chim nuốt đây lục bàn chụp bát tia cái lò màu chim đầm bông đây khi ông trong chim nghiệp xua lô nó cứ tha bẹp con nâng
rương ca đè chùm li chênh rộp bọc ngoài hôm bàn chùm li phải chia chân chênh bì tì cỏng nâng phải chùm chùn ông bà mánh khang xa bề nhà bàn miệt xua lột hói nơi chùm nội nít bên tay mình toàn bàn chụp bạc thà ta lột bàn đăng chụp bạc đài rủi tế ông bì thật vậy tới đại chia bàn hà sầm khánh đại khang rồi bỏ cầm chia với tay nắng bán chùm liếp chia chân trên vị trí trong đồng bình chia với sạch bạn nhóm xung lời này xung đồ này ca để nhóm ấy đăng miền tự đại đó chỉ chuyên trên vịt nông pin ấy để chia nay về ở chia chơi nơi trong đường nước nhóm mình bàn đăng thế có nhóm đôi khi một chuyện đăng xong nô xuống muốn là về để chọc về nó cái thằng nhóm nơi tam tử li nhóm nơi tam ấy nó là nhóm mình đăng đường thái ô cái chuyện này hai chuyện pin hai hai ở chân liệt nó ọt hôm nay tòa cái báo là chân em bình hỏi bạn kỳ thật hai món nó có ở bàn hà chùm liệt ấy tiết đấy có con đã đăng thay chùm liệt ta để chết tức đau thả ô vì mất ba cái chùm liệt ấy có bất ọt đăng thì ọt đăng dựa đăng có hai con đã đăng thả các nhóm nó kì do chỉ chân trên bị khai đẻ là chứ cả đọ trên phim bình đấy nó chỉ riêng bà kỳ đấy hay là khẳng nó kì đọ nó không có đọ hết cho tôi đã được hạ có đã được khùng nâng theo chun mà tệ bàn phần nâng bàn. Ở quân bạn chúng nói mối tiết ở trong toàn bàn lư thả nơi biết là khi bị chun lục một phần nông bính ta lục châu một đọt phần nông bính hay chỉ nơi khăn nông nằm nạt đấy bà nhôm dầu một chuyện cả để kịp chun một nồng bình nắng hàng lâu lâu mình toàn cho bác là nhôm dầu một chuyện thái thà qua tùm bông mấy nhôm cầu một chuyện thà khai nam nắng nhôm mình cho bác thà trong nam chật prám rư mũi có đam nam chật vào mũi nhôm nhôm ao pi liên mình bán nó tại nhôm còn đang thà nhôm mà nơi đào nồng bình nắng nơi bài một viên nắng cứ thà về miệng cho bị chơi mua thuyền mới chỉ khai làm hao thôi là chắc mình đăng thà là chắc trong qua cũng nói thà bơ mình trong chặt prám và hết chuyện làm thế lắm mày chặt vào mùi nên trong này khi ông bị chuyện nó kêu phải chồng chủ nhớ thà ta ao cho ba thà để chặt prám đôi chỉ cho ba việc ao cho ba là chắc ông chủ bàn phần nặng mà bạn ở quân chiến nếu biết là khi mình chun lột màu hỏi vì nó cứ lục bàn cho thuê ca nơi cái xuống khô sanh ca ta nơi bên lại lục cho thuê ca nơi cái xuống khô sanh ca nữa ta lục miền bàn từ tuôn nơi ca mình đồng đà lại đại ở đây nhóm sống chất lao thờ vì để nhóm mình ở trong khu sản cá nhóm tự tu thờ viện đồng đá chỉ chạy cái tiết sọt sạt nóng này thờ thầy riêng kháng chùm nến nóng này nhóm chân nón nóng vì hạ thật tu được bùm nóng vì nhóm riêng hẳn nóng đó riêng nóng để chạy ngay cái nhà tiền được xem bức tranh hàng đào sâm nô để xua hết tham miền này hàng này tập tuôn miền này này chủ làm sẵn mà xin ông lấy nắng miền này vai ở sau ông lấy nắng đang hàng chủ làm xin xài mà xin tập tuôn là chắc bức tranh này chắc là nhóm này bên
để chọn mặc nhom mà té nó cứ nhom nhẹ chút chút ông lệ tại còn đặc nhom nước này kháng tụt bồn miên chập bồn miên nưng mà đào viện một đống đá lắm rin giờ giờ pel bay khái chỉ từ đấy nó bay khái chỉ cả anh vốn nữa mà xin nó chạy sai đòi cái thuê cầm hoa cái clatter ở dưới đọc sai tới điện từ đây hơi nắng điện đọc sai cầm hoa cái tới đã chẳng như cứ prang ta riêng nắng ấy mà tên là riêng ai tiên sợi đăng sợi đăng sợi dừa này rằng thật thế mới ở cả cả nghe nắng sầm rập mà ở cái miền chúng tôi thay riêng thuê bán nó và đã chắc prang nắng chẳng bao là nhom chuyện chun thợ việc vận động đá cái tham miền là chuyện phế bày khai chuyện đấy ở bề bày khai thứ đấy nó bày khai chuyện đấy lứ xong rồi đã miền rồi mới xong miền tây thôi cho hôm nay kêu đề một bằng 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 hát bằng riêng nắng ta kiên chơi vì khang nam bọn đấy bạn này crew để mà việc cả một đồng đà tàu việc nhóm nó cứ mà bị chân mà bị tay chân mà số còn tệ rồi chấn crew nó cứ mà một đồng đá không dạ bị bay khái rồi môi bờ môi khái crew mau bận động đà nó cứ thả dẹp pê chẳng pi viện nó cái thả tầng tầng viện bận động đà phong tầng ao ăn ở vật chết đây bật cát cũng không ai dưới đó sai phong viện tầng ấp mùi khai ổn chấm nói mùi tiết thả ta côn sơ để chơi mau riêng nơi tin núp miền bờ màn nè đá hay chơi pì khang nam mà đài bạn côn sơ để riêng pì nắng thì thà việc chỉ vẽ ruộng nhé tại còn là cứu đời lại nè tạm chấm nến và để nhóm bạn mà chạy trong đấy thì thà trong đây để nhóm bạn chun ở xã xây hay nó cứ đọc nẹt lang lử, đọc pram nẹt cho crop, đọc nẹt lang lử, nẹt cho lo năng năng, nhom mình mặt chạm, rồi nẹt để bật, người ta nhom phải một cái rộp mới về mình khơi nhá, và tại cứ thà lo bị đọc pram một đọc nó cứ thà mình đục trong cái lo này, xong chưa mà tẹp nữa. Bà con bây giờ biết con dạ giấy, cái lần này đọc về sầm rạ năm ấy pizza ngày trăng hái anh về bạc cả. Sầm rạ nằm bay pizza hà thái trắng chào pp nitơ tớ hỗ trợ mong muối sản phẩm nội ti rồi xỉa nít xô mình chơi châu vinh nằm bay mình to cái chấm la cá sầm la cá hay mình trời đoạt tập ba tập la cá thằng rồi bắt đầu cái lại sầm rạ nơi bắt tụ rồng chăm thì mẹ xã xây đường đại chấm đế đào xã xây rụng đế nơi không lòng pì sầm rạ pizza thái trắng hay nàng oi chơi con một căn cái lại bắt đầu cái cam được không bắt tụ sầm la cá đi vinh nơi việt mong cầm nát cứ rồi xỉa nít mong muối nâng sản phẩm nội ti sầm chơi được mình bị ăn rải chiết cà phê cái đây lục nôn chía. Thank you, Mr. President. Mr. Nguyen Chia is suffering from a headache, back pain, and a lack of concentration, and would like to follow this afternoon's proceedings from his holding cell. We have prepared a waiver. We have to tam dan samnakal ngi ni pi mtup khang krom ni luchne som talakan nyat. Ông chúng tôi đã bàn sản phẩm nào xong rồi bỏ chúng tôi chọn nguồn chia để bàn phơi lang tạm để dễ mệt vì cà phê cái đây bọc cốt xong từ tạm đan cái tạm la cà bị chấm ngái tạm để dễ bọc con thọ tua xong rồi bây giờ về phơi sản phẩm cá bên mùa được siêu ngày nay là mùa là hết bánh hà sốc của hiệp sản phẩm rồi bỏ lục nguồn chia phơi lang miền cái nạn xong sớm ông chúng tôi dùng prom năng anh nhát ai lục nguồn chia từ bàn to tạm đan cái tạm la cà bị chấm ngái
ពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្ណការនេះតាមរយៈបកកសទោះសម្រាប់រយៈពេលធ្វើសម្ណការពេញមួយរសៀលថ្ងៃនេះដែលលោកនួនជាបានលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចសម្ណការសម្ណការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យក្រុមអាជីវកម្មពីក្តីលោកនួនជាប្រគល់មកឲ្យអង្គជំរះភ្លាមនៅពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះដោយចុះហត្ថលេខាឬស្ដាប់តាមរៀបរៀងយ៉
សាសនាការនេះសម្រាប់រយៈពេលដំណើរការសាសនាការពេញមួយរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះឧបករណ៍អនុរិយអំពីគុំឃាំងនងខ្លួនលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាសនាការនេះដោយនៅរុស្ស៊ីនេះទុកឲ្យលោកនួនជានៅក្នុងបន្ទប់ដែលរៀបចំជាត្រាច់ទុកនៅឧបករណ៍សតួសម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសាសនាការពីចម្ងាយដែលឡែកលោកខៀវសំផនឲ្យនងខ្លួនគាត់មកកាន់បន្ទប់សាសនាការនេះវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 1 និ